Vâng, chào tất cả mọi người. Bây giờ mình sẽ đi nhận định và phân tích cái tỷ lệ kèo của trận đấu giữa hai câu lạc bộ Burnley và câu lạc bộ Chelsea. Đây là trận đấu thuộc vòng 8 giải ngoại hạng Anh và trận đấu này sẽ được diễn ra vào lúc 21 giờ ngày 7 tháng 10 theo giờ Việt Nam. Và theo đánh giá của trang 868 VIP đưa ra thì các cầu thủ Chelsea sẽ là những người được đánh giá cửa trên và sẽ chấp Burnley với mức kèo là 0,75. Mức kèo cũng có thể tăng một trái và hạ xuống còn 0,5. Mức tài xỉu trận đấu này là 2,75, 3 trái và 2,5 tùy kèo biến động. Trước khi đi vào nhận định, mong các bạn ủng hộ mình bằng một like video này và một lượt đăng ký kênh nhé. Và mình cũng xin thông báo thêm với các bạn là bạn nào đang cần tìm kiếm một trang uy tín và chất lượng, đặc biệt là trả thưởng mau lẹ để các bạn có thể là chơi giải trí những môn thể thao, thì các bạn nên đến với 868 VIP nha. Đến đây các bạn sẽ được tặng ngay 100% ở lần nạp đầu tiên và ngoài ra thì sẽ được hoàn trả đến 1.25%. Chi tiết của trang thì mình có để ở bên dưới phần mô tả của video này. Bạn nào quan tâm thì cứ việc xuống dưới phần mô tả để cập nhật thêm và đăng ký nha. Và bây giờ mình sẽ quay trở lại với cái phần nhận định bóng đá của trận đấu này nha. 5 lần đối đầu gần nhất của Burnley và Chelsea thì Burnley họ không thắng được một trận nào trước Chelsea cả. Qua đó họ chỉ hòa được một trận và để thua 4 trận trước Chelsea. 5 trận thi đấu gần nhất của Burnley thì Burnley thắng 2, hòa 1 và thua 2. Còn 5 trận thi đấu gần nhất của Chelsea thì Chelsea cũng thắng 2, hòa 1 và thua 2. Và ở lần đối đầu này với mức kèo thế này thì theo nhận định của mình thì lần này mình sẽ đặt niềm tin vào Burnley nha. Tuy nhiên thì sẽ lựa cái mức kèo phụ cho nó an toàn hơn, đó là Burnley được chấp một trái nha. Vì sao? Mặc dù trận đấu này Burnley một lần nữa gặp lại Chelsea thì vẫn bị đánh giá cửa dưới như ngày nào. Tuy nhiên thì nếu mà xét về thực lực và chiều sâu đội hình ở thời điểm hiện tại so với Chelsea thì mình thấy là Burnley họ cũng không phải một đối thủ hoàn toàn quá yếu đâu. Thứ hai nữa thì trận đấu này Burnley có được điểm tựa trên sân nhà. Và thứ ba nữa thì các bạn nên lựa mức kèo an toàn, đó là Burnley được chấp một trái đi. Nếu như mà trận đấu này hai đội kết thúc với một tỷ số hòa, hoặc là Burnley có để thất bại trước Chelsea với cách biệt là một bàn, thì chúng ta chọn Burnley chúng ta cũng chỉ từ què kèo đến thắng kèo mà thôi. Và trong bóng đá thì nó cũng chưa nói trước được nhiều điều khi mà 90 phút chưa kết thúc. Không phải lúc nào cửa dưới thì phải nhận thất bại đâu. Thời gian gần đây thì Burnley họ đang có phong độ cũng khá là ổn định, thì biết đâu trận đấu này sẽ là lần đầu tiên cho Burnley đá bại được Chelsea sau 5 lần đối đầu trước đó không thắng thì sao. Cho nên trận đấu này bạn nào tin tưởng mình ưu tiên lựa mức kèo Burnley được chấp một trái, mình nghĩ cũng sẽ rất là sáng cho các bạn. Mức tài xỉu trận đấu này là 2,75, 3 trái và 2,5. Thì những lần đối đầu với nhau trước đây của hai đội thì đa phần mình thấy nó cũng có từ 3 hoặc 4 bàn trở lên là nhiều. Với lại là ở thời điểm hiện tại hai đội đang đạt phong độ cũng khá là ổn định và hiệu suất ghi bàn tốt, thì mình nghĩ trận cầu này tiếp tục sẽ là trận cầu hấp dẫn với nhiều bàn thắng được ghi. Dự đoán hai đội sẽ cầm chân nhau với tỷ số là hòa 2 đều hoặc là 2-1 hay là 3-1 nghiêng về cho Burnley. Bạn nào tin tưởng mình nữa thì ưu tiên chọn kèo tài nha. Còn nếu như mà trận đấu này các bạn không tin tưởng vào Burnley thì các bạn ưu tiên chọn kèo tài 2,75 không cũng được. Ở mức hiệp 1 thì mức kèo chấp là 0,25 và tài xỉu là 1,25. Vì đó hiệp 1 với phong độ đang ổn định và điểm tựa sân nhà thì có thể là Burnley họ cũng sẽ không thua Chelsea đâu. Thậm chí là với đội hình đầy đủ của mình thì biết đâu Burnley mới là những người có bàn dẫn trước. Hiệp 1 các bạn chọn Burnley được chấp nha. Canh tài hạ dưới 1 thì vào. Tóm lại trận đấu này chốt kèo là chọn Burnley và tài. Ở hiệp 1 cũng vậy. Chúc anh em may mắn nha.